Mời các bạn một ngụm trà nhé. Hôm nay tiếp nối với cái chương trình mà kể tích truyện pháp cú, thì Đại Nghĩa muốn kể và đọc cho các bạn nghe một cái câu pháp cú cũng như là một cái câu chuyện mà các thầy hoặc là các cô vẫn thường hay lấy ra để mà kể, để mà giảng cho các Phật tử. Một câu chuyện rất là hay, và nếu như chúng ta nghe kỹ câu chuyện này, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó không khác gì lắm so với cái tâm và cái tính của những người thế gian thường tình của chúng ta. Và qua câu chuyện này, mong rằng chúng ta sẽ có thêm cho mình được nhiều bài học để mình chiêm nghiệm lại cuộc sống nha. Câu chuyện thì mang tên là Không lấy oán trả oán, và câu kinh pháp cú như sau: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Các bạn nghe cái câu pháp cú này có thấy quen không ạ? Nếu như mà ai đã từng nghe qua rồi thì sẽ nhớ đây là một cái câu mà các thầy cô vẫn thường hay lấy ra để đưa vào trong những bài giảng của mình lắm. Còn bây giờ thì Nghĩa sẽ đọc tích truyện của cái câu kinh pháp cú này cho mọi người cùng nghe nha. Phật dạy pháp cú này cho một người hiếm muộn lúc Ngài ngụ tại tinh xá Kỳ Viên. Một người kia sau khi cha chết, một mình lo liệu gánh vác tất cả việc nhà cửa ruộng vườn, lại còn chăm sóc bà mẹ. Mẹ bảo anh: con à, mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ trẻ. Người con hiếu thảo bèn thưa: mẹ thân yêu, đừng nói như thế. Ước ao duy nhất của con là được phụng dưỡng mẹ suốt đời. Con ơi, mẹ không muốn một mình phải gánh vác hết mọi việc trong nhà ngoài ruộng, hãy để mẹ kiếm vợ cho con. Anh ta từ chối đôi ba phen rồi đành im lặng bằng lòng. Bà mẹ hớn hở rời khỏi nhà, định đi đến một nhà nọ kiếm con dâu đem về. Anh ta bèn hỏi mẹ: mẹ định đến nhà ai vậy? Bà lão giơ tay chỉ: đến nhà kia kìa. Anh ta không để mẹ đi đến nhà theo dự định, mà chỉ cho bà một nhà khác anh thích hơn. Vậy là bà đến nhà con mình thích, chọn nàng dâu rồi lựa ngày làm lễ cưới. Rủi thay lại gặp một nàng dâu không sinh đẻ. Bà mẹ nóng lòng bế cháu nên vội vã bảo anh con trai: con à, con đã bảo mẹ đem về người vợ do con lựa chọn, nhưng cô ấy lại chẳng sinh đẻ. Gia đình không con cái sẽ lụng bại, dòng giống sẽ tuyệt tự. Con hãy để cho mẹ kiếm một nàng dâu khác cho con. Anh con trai có vẻ không bằng lòng nên lắc đầu: xin mẹ đừng nói nữa. Nhưng bà mẹ vẫn nhai đi nhai lại cái điệp khúc cũ nên lọt vào tai của vợ hiếm muộn. Lòng cô ngổn ngang trăm mối, chắc chắn là con phải vâng lời mẹ thôi. Nếu bà già kiếm được một người dễ sinh nở thì cô sẽ bị nhà chồng xem thường, coi như đầy tớ, chỉ bằng chính cô chọn vợ cho chồng. Thế là người đàn bà hiếm muộn đi đến nhà nọ kiếm một cô gái cho chồng, nhưng vừa hở môi bà đã gặp sự chống đối của cha mẹ cô gái. Họ hỏi gặn lại bà: này, bà nói cái gì thế? Người đàn bà không con trả lời, thú thật với ông bà: tôi chẳng may xấu số không sinh đẻ, mà gia đình không con sẽ tuyệt tự. Nếu con gái ông bà về nhà tôi sinh được con trai, cô ấy sẽ là bà chủ quán xuyến hết cả gia sản. Xin ông bà hãy cho tôi cưới cô nhà về cho chồng tôi. Cuối cùng người đàn bà đã thuyết phục được cha mẹ cô gái và rước cô về nhà. Dù đã làm được theo ý mình, người đàn bà hiếm con vẫn không an tâm, cứ lo sợ đối thủ sinh con sẽ là bà chủ trong nhà. Rồi bà đến nói với đối thủ của mình: nè em, hễ em có thai thì cho chị biết nha. Cô gái kia ngoan ngoãn trả lời: dạ. Và như lời hứa, ngay khi mang thai, cô đến báo cho người vợ cả biết. Hàng ngày, vợ cả thường tự tay nấu cháo cho đối thủ mình ăn. Thế là từ hôm đó, bà bỏ vào cháo một ít thuốc phá thai. Kết quả, đối thủ của bà bị sảy thai. Lần thứ hai, người vợ sau cũng lại báo tin cho vợ cả khi mang thai. Vợ cả làm y như lần trước và cô lại sảy thai lần nữa. Các bà hàng xóm thấy cô vợ sau ngây thơ nên vừa thương tình vừa tò mò mới hỏi thăm: có phải đối thủ của chị thọc gậy bánh xe chị không? Và khi nghe kể lại sự vụ, họ bảo: đồ ngốc, sao chị lại dại dột như vậy? Bà sợ chị chiếm ưu thế trong gia đình nên trộn thuốc phá thai cho chị ăn. Lần sau đừng có nói cho bà biết nữa, nghe chưa? Lần thứ ba, người vợ sau không nói gì cả. Nhưng bà hiếm con, thấy bụng người vợ sau ngày càng to liền hỏi: sao em có thai mà không nói cho chị biết? Người vợ sau thật thà: nghĩ sao nói vậy?
Chính chị mang tôi về đây, vậy mà hai lần rồi chị làm tôi hư thai. Tại sao tôi lại phải nói với chị kia chứ? Bà không con thất vọng. Hỏng rồi, thế là ta thua rồi. Từ đó bà theo dõi, chờ cơ hội đối thủ thiếu cảnh giác lại ra tay vì bà vẫn chưa chịu thua. Khi đứa bé trong bụng mẹ đã thành hình, bà cả thừa một dịp nọ trộn thuốc cho bà vợ sau ăn. Nhưng vì hình thể đã đầy đủ nên thai nhi không bị hư mà lại kẹt ngang cổ tử cung. Ngay sau đó bà mẹ đau bụng dữ dội và cảm thấy giờ chết đến nơi. Bà la hoảng lên: mày giết tao, chính mày mang tao về và cũng chính mày giết ba đứa con của tao. Giờ tao sắp chết, kiếp sau tao sẽ thành quỷ giả xoa ăn thịt con mày. Nguyền rủa rồi bà tắt hơi và lại sanh vào nhà ấy thành một con mèo. Còn ông chồng lúc ấy tóm bà vợ không con, nạt nộ: chính mày làm tan nát gia đình tao. Rồi ông dùng cùi chỏ đầu gối đánh đập bà tàn nhẫn. Sau trận đòn, người vợ cả ốm nặng rồi chết, lại cũng sinh vào nhà ấy thành một con gà mái. Như vậy bà vợ sau tái sinh là con mèo, vợ cả là con gà. Khi gà mái đẻ trứng, mèo đến ăn sạch hết. Ba lần như vậy gà mái cất tiếng: đã ba lần mày ăn trứng con tao, bây giờ mày còn chực ăn luôn cả tao. Kiếp sau tao sẽ ăn thịt mày và con mày. Nguyền như vậy rồi nó chết và sinh làm con beo cái. Con mèo sinh làm con nai cái. Ba lần nai cái sinh con, ba lần beo đến nuốt tươi. Khi sắp chết, nai cái lại nguyền rủa: ba phen ác thú này nuốt sống con ta và giờ nó định nhai luôn cả ta nữa. Kiếp sau ta sẽ nhai nuốt nó và con của nó. Rồi nai cái tái sinh là quỷ già xoa và beo chết đi, đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở xá vệ. Lớn lên, cô gái lập gia đình sống bên nhà chồng tại một khu xóm nhỏ gần cổng thành. Một thời gian sau, cô có con, quỷ già xoa biến thành một người bạn thân đến thăm cô gái và hỏi người nhà: bạn tôi đâu? Ở trong phòng, cô ấy vừa sinh hạ một đứa bé. Dạ xoa hớn hở hỏi tiếp: con trai hay con gái vậy? Tôi muốn thăm chị ấy. Rồi tất tả bước vào trong, giả vờ nhìn ngắm đứa bé và nhanh tay chộp lấy, nhai nuốt xong đi ra. Lần thứ hai, quỷ cũng nuốt tươi con của người vợ trẻ như vậy. Đến lần thứ ba, thấy bụng đã lớn, cô vợ trẻ thủ thỉ với chồng: anh à, tại đây có một con quỷ dạ xoa đã nuốt chết hai đứa con kia của chúng ta và trốn thoát. Lần này tôi định trở về nhà để sinh nở. Lúc bấy giờ đến phiên quỷ dạ xoa đi kéo nước. Dạ xoa thay phiên nhau kéo nước từ hồ Anotata đổ lên nguồn. Mãn hạn 4 hay 5 tháng chúng sẽ được thả về, nếu không sẽ bị chết vì kiệt sức. Ngay khi vừa được thả ra, quỷ dạ xoa liền chạy đến gặp người vợ trẻ hỏi: bạn tôi đâu rồi? Người trong nhà đáp: chị chẳng gặp cô ấy đâu. Có một con quỷ dạ xoa đã ăn thịt những đứa con cô ấy sinh ra trong nhà này. Vì vậy, cô ấy đi về nhà cha mẹ ruột rồi. Quỷ lầm bầm: dù có chạy đằng trời, nó cũng không thoát khỏi tay ta. Nôn nóng vì thù hận, dạ xoa tức tốc đi vào thành. Đến ngày lễ đặt tên, ba mẹ tắm rửa và đặt tên cho đứa bé xong thưa với chồng: ông à, bây giờ chúng ta hãy trở về nhà. Cô vợ ẵm con đi bên cạnh chồng. Trên con đường băng ngang tinh xá, khi đến hồ nước của tinh xá, người vợ trẻ giao con cho chồng và xuống hồ tắm. Cô tắm xong đến phiên chồng và cô ngồi đợi gần đó và cho con bú. Ngay lúc ấy quỷ dạ xoa xuất hiện, cô vợ trông thấy nhận ra nó lập tức la lên: ông ơi, đến đây mau, con quỷ đây nè. Sợ chồng không đến kịp, cô xoay người đâm đầu chạy vào tinh xá. Lúc ấy Đức Đạo Sư đang thuyết pháp giữa chúng hội. Người vợ trẻ đặt con dưới chân Phật thưa: con xin cúng dường ngài đứa bé này, xin hãy cứu lấy nó. Quỷ cũng rượt theo tới nơi. Thiên thần Sumana khi đó đang trú tại hốc cửa bên trên cổng tinh xá, liền ngăn quỷ dạ xoa lại không cho vào. Đức Đạo Sư bảo trưởng lão A Nan: A Nan, ngươi hãy ra gọi quỷ dạ xoa vào đây. Trưởng lão y lệnh. Người vợ vừa thấy quỷ lo sợ kêu lên thất thanh: nó đó thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư dạy: hãy để nó vào, đừng làm ồn. Quỷ dạ xoa bước vào đứng trước Phật. Phật hỏi: sao ngươi làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, người sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời. Không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ như quạ và cú.
Sao ngươi lấy oán trả oán, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Và Đức Phật đọc Pháp Cú: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe dứt bài kệ, Dạ Xoa liền đắc quả dự lưu. Phật bảo người đàn bà đưa đứa bé cho Dạ Xoa. Người đàn bà vẫn còn sợ không dám đưa, nhưng sau khi Phật cho biết là không cần phải đề phòng, bà ta mới dám trao. Dạ Xoa nhận đứa bé trong tay, ôm hôn âu yếm rồi trả lại cho mẹ nó, xong bắt đầu khóc. Nghe Phật hỏi tại sao, Dạ Xoa liền thưa: thưa Thế Tôn, trước đây con hết sức xoay sở mà chẳng đủ ăn, giờ con không biết sẽ sống ra sao. Phật an ủi Dạ Xoa rồi quay sang người mẹ, ngài dạy: hãy cho Dạ Xoa ở trong nhà con và nuôi bằng loại cháo ngon nhất. Người đàn bà vâng lệnh đưa Dạ Xoa về nhà, cho ở trên cây kèo giữa và nuôi bằng loại cháo ngon. Khi đến mùa đập lúa, máy đập vọt lên vọt xuống. Dạ Xoa sợ máy đập vào đầu nên nói với bạn không thể ở đây thêm và xin đi nơi khác. Dạ Xoa lần lượt được cho ở trong chòi để máy đập lúa, chỗ giếng nước, lò bánh mì, kho phân, đống tro và cổng làng. Nhưng không chịu ở đâu hết, luôn cằn nhằn. Chỗ thì máy đập lúa nâng lên e rằng chẻ đầu ra làm hai, chỗ thì tụi nhóc tiểu bậy, chỗ thì đàn chó nằm dài hoặc bầy trẻ phóng uế, có khi liệng rác, chỗ thì trai làng đến xem bói. Vì thế cô ta đưa Dạ Xoa về một nơi yên tĩnh ngoài làng, mỗi ngày đều đem cháo ngon đến cho ăn. Một hôm Dạ Xoa nói với bạn mình: năm nay trời sẽ mưa nhiều nên trồng lúa ở nơi khô ráo. Có khi Dạ Xoa cho biết năm nay hạn hán nên trồng lúa nơi ẩm thấp. Lúa của người khác bị hư vì lúc úng lúc hạn, nhưng lúa của người đàn bà trẻ thì bội thu. Dân làng ngạc nhiên đến hỏi cô: này chị, lúa của chị chẳng bị úng, chẳng bị hạn, chị làm mùa dường như biết trước thời tiết phải vậy không? Cô ta đáp: tôi có người bạn là Dạ Xoa, cho tôi biết trước sự thay đổi thời tiết và tôi trồng lúa trên đất cao hay đất thấp tùy theo sự chỉ dẫn của chị ấy. Các bạn không thấy sao, ngày nào tôi cũng mang cháo ngon và các loại thức ăn đến cho chị ấy. Nếu các bạn làm như tôi cũng sẽ được trúng mùa. Dân làng lập tức tôn vinh Dạ Xoa và từ đó Dạ Xoa chăm sóc mùa màng cho mọi người, nhận được nhiều quà biếu và được nhiều người tôn kính. Dạ Xoa tạo nên thông lệ bữa ăn 8 món còn được duy trì mãi đến nay. Thưa các bạn, đó là câu chuyện về câu pháp cú này. Đây là một cái câu mà như mọi người nghe qua, nếu chiêm nghiệm lại chúng ta sẽ cảm thấy có rất là nhiều điều nó rất giống trong cái cuộc sống của chúng ta. Và nếu chúng ta áp dụng, có lẽ chúng ta cũng sẽ giải quyết được rất là nhiều những cái mối hiềm khích, những cái mối bất hòa, hoặc nặng nề hơn đó là những cái mối hận thù. Và như trong cái câu chuyện này có rất là nhiều những cái điều để chúng ta suy ngẫm. Đầu tiên có lẽ đó là cái câu chuyện về gia đình của chàng trai. Khi mà người mẹ cứ muốn rằng ép người con trai phải lấy vợ vì một cái lý do, đó là nối dõi tông đường. Cái việc nối dõi tông đường là cái việc mà gia đình nào cũng lưu tâm, gia đình nào cũng nghĩ đến. Nhưng mà trong cái xã hội hiện đại như ngày nay, cái việc nối dõi tông đường đôi khi, như nói đôi khi thôi nha, đôi khi nó không phải là cái vấn đề quan trọng nhất và bức thiết nhất nữa. Là bởi vì sẽ có rất là nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, họ có những cái lý tưởng khác nhau, lý tưởng cống hiến, lý tưởng cho sự nghiệp của mình, hoặc một cái lý tưởng cao đẹp hơn là một cái lý tưởng ví dụ như là lý tưởng xuất thế, trở thành một người xuất gia. Thì tất cả những cái điều đó nó cũng sẽ là một trong những cái điều mà những người thân trong gia đình luôn quan tâm và luôn luôn tìm ra những cách để ngăn trở hoặc là thúc ép những người trẻ sẽ phải làm theo cái sự lựa chọn theo truyền thống của gia đình. Thì cái này Nghĩ nghĩ rằng đó là cái sự lựa chọn của mỗi cá nhân và mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau, cho nên chúng ta sẽ không làm bàn đến. Nhưng như Nghĩa nói, chúng ta thấy rằng cái câu chuyện đó nó cũng không khác lắm so với cái câu chuyện của thời hiện đại ngày nay. Và cái câu chuyện tiếp theo, cái ý tiếp theo mà Nghĩa nhận thấy trong cái câu chuyện này á, đó là khi chàng trai cưới người vợ về thì lại tiếp tục lại là một cái câu chuyện về nối dõi tông đường. Cái câu chuyện đó nó dẫn đến một cái bi kịch sau, là bởi vì người vợ đầu tiên, người vợ cả không sinh được con, cho nên chàng trai lại bị mẹ thúc ép.
để lấy một người vợ thứ hai, để ráng tìm cho mình một đứa cháu để nối dõi tông đường. Đó là theo ý định của bà. Nhưng mà cái bi kịch nó dẫn đến từ khi trong gia đình có hai người phụ nữ, thì cái câu chuyện này nó lại rất là giống với những cái câu chuyện tình cảm. Mà chuyện tình cảm thì Nghĩ rằng thời nào nó cũng giống như nhau. Đó là ai cũng mong muốn sở hữu cái người mình yêu thương, ai cũng mong muốn mình ở một cái vị trí độc tôn trong trái tim của người chồng hoặc người vợ của mình. Và chính vì khi thấy rằng cái vị thế đó của mình lung lay, hoặc là khi thấy rằng hình như có một cái điều gì đó hoặc là một cái người thứ ba đe dọa cái hạnh phúc của mình, thì chúng ta sẽ luôn luôn tìm cách để đối phó. Và cái đối phó thì sẽ có rất là nhiều người tìm cách đối phó với những cách khác nhau. Ví dụ với những người thì họ sẽ làm sao đó để chồng hoặc vợ mình ngày càng yêu thương mình hơn bằng chính tình yêu của mình dành cho đối phương, hoặc là bằng chính cái trách nhiệm mà mình dành cho cái gia đình nhỏ của mình, để đối phương sẽ luôn thấy rằng mình là cái người cần thiết và quan trọng nhất. Thì Nghĩ nghĩ rằng cái cách đối phó đó nó vẫn còn là một trong những cái cách rất là tích cực mà chúng ta ngày nay chúng ta vẫn thường xuyên áp dụng. Giống như chúng ta vẫn hay nói, khi mà gia đình mình có một người thứ ba thì cái người vợ hoặc người chồng đôi khi sẽ phải tự xem xét lại bản thân mình trước tiên, có mình đã hoàn thiện hay chưa, mình đã chỉnh chu từ bên ngoài đến cái tính tình của mình hay chưa, hoặc là cái cách mà mình đối xử với những người thân trong gia đình, cái cách mà mình sắp xếp quán xuyến tất cả mọi việc nó đã thật sự tốt hay chưa. Thì Nghĩa nghĩ rằng đó là một cái cách nó cũng là tích cực. Nhưng mà ngoài cách đó ra thì sẽ lại còn có rất nhiều những cái cách đối phó khác nhau. Và những cái cách đối phó đó thì đôi khi nó lại dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc, như trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa xem. Đó là cái cách người vợ cả giết con của người vợ thứ. Và không chỉ một lần mà nhiều lần như thế, để dẫn đến một cái sự oán hận. Mà đôi khi chúng ta sẽ tự hỏi tại sao người vợ cả lại có một cái suy nghĩ, một cái tâm nó có thể độc ác đến như vậy. Nếu như chúng ta lý giải theo cái thường tình của thế gian thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái sự ích kỷ, đó là cái sự hẹp hòi, là một cái gọi là sợ mất đi cái vị trí của mình trong gia đình, sự ghen tương hờn giận của những người đàn bà với nhau thì sẽ hành xử như vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn theo cái góc nhìn của Phật giáo thì có lẽ cái câu chuyện này nó không phải bắt nguồn từ cái đời này, mà nó còn là bắt nguồn từ những cái đời trước. Có lẽ là ba nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, người đàn ông và người vợ cả, người vợ sau, đã có những cái mối nhân duyên, những cái sự ràng buộc từ nhiều đời nhiều kiếp về trước để dẫn đến ngày hôm nay họ cùng sống chung trong một gia đình, ràng buộc nhau trong một mối quan hệ gọi là vợ chồng. Và đặc biệt là với hai người phụ nữ thì cái sự ân oán này có lẽ không phải chỉ là bắt đầu từ cái đời này đâu, mà từ những đời trước họ cũng đã có những cái sự ân oán như thế, để đến cái đời này họ lại tiếp tục kết oán cùng với nhau. Và như mọi người đã nghe thì sau cái đời này, tiếp tục những đời sau nữa, họ thác sinh, họ đầu thai trở lại thành loài vật, rồi cuối cùng thành quỷ dạ xoa và một cô gái nữa. Và cái câu chuyện ân oán nó vẫn kéo dài. May mắn là cái câu chuyện này đã đủ nhân duyên, những người phụ nữ này đã đủ nhân duyên để gặp Phật ngay tại Tinh Xá, tức là họ sinh ra vào cái thời mà Đức Phật tại thế đó. Như chúng ta ngày nay chúng ta vẫn nói là một trong những cái điều mà bất hạnh của chúng ta, đó chính là chúng ta sinh ra không nhầm thời, không nhầm cái thời mà Đức Phật đang giáo hóa, để chúng ta có thể gặp Phật, để chúng ta có thể nghe những lời dạy của Ngài. Thì hai người phụ nữ này may mắn sinh ra trong cái thời mà Đức Phật đang tại thế. Và chính vì được gặp Đức Phật cho nên họ mới hóa giải được cái sự hận thù này bằng một cái bài giảng pháp ngắn thôi, nhưng mà Đức Phật đã nói cho họ hiểu rõ và họ giải tỏa được tất cả những cái mối quan kết này và trở thành những người bạn của nhau về sau đó. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng là tất cả những cái sự việc gì đó mà chúng ta gặp trong cái đời này không hẳn chỉ là mới bắt đầu từ đời này đâu, mà có khi nó đã là một cái nhân duyên gì đó từ nhiều kiếp về trước. Bởi vì chúng ta với con mắt phàm phu của mình thì mình sẽ không thể nào nhìn thấu hết được nhân quả, nhìn thấu được những cái tiền kiếp của chúng ta để chúng ta có thể lý giải được. Nhưng bởi vì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta học Phật, chúng ta biết nhân quả, cho nên chúng ta vẫn có thể lý giải được, mặc dù chúng ta chưa có được thiên nhãn, chúng ta chưa có được một cái nhìn thấu suốt từ vô lượng kiếp về trước, hoặc đơn giản là một vài kiếp về trước. Nhưng nhờ những lời dạy của Đức Phật chúng ta mới biết được những điều đó. Vậy thì để không tiếp tục gây những cái oán kết
kéo dài mãi về vô lượng kiếp về sau, thì có lẽ chúng ta cũng sẽ tự biết mình cần phải làm gì. Đó là cởi bỏ những cái sợi dây ràng buộc gây oán kết, nghiệp chướng với nhau ngay trong chính cái đời hiện tại này, với những cái mối quan hệ bất hòa, những cái mối mâu thuẫn, những cái sự mâu thuẫn đó, thì chúng ta hãy tìm cách tháo gỡ thay vì chúng ta tiếp tục kết nối cho nó ngày càng rối rắm, ngày càng chằng chịt nhiều hơn. Và cái việc gỡ rối như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ phải học thêm nhiều, chúng ta sẽ nghe thêm nhiều để chúng ta làm sao có thể gỡ được những cái sợi dây oán kết ràng buộc đó bằng một cái tâm thanh thản nhất, nhẹ nhàng nhất và an nhiên nhất với những gì đang diễn ra với mình. Và mong rằng câu chuyện ngày hôm nay cũng không phải chỉ riêng cho bản thân Nghĩa mà cho tất cả những người nào đang nghe, đang theo dõi chương trình này sẽ có cho mình những cái sự chiêm nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, đã theo dõi và tiếp tục hẹn tất cả quý vị trong những chương trình kể chuyện tích pháp cú ở những lần sau. Xin chào tạm biệt.